Rau đắng nha bà con, rau đắng à, có bài hát rau đắng nào một số hè mà cũng hay lắm á, nhưng mà đây là rau đắng. Rau đắng ở đời để chúng ta ăn, để biết được dinh dưỡng chúng ta tốt hay xấu, người nào ăn và người nào không ăn. Thưa bà con ơi, cái bệnh như thế này thì ta không ăn được rau đắng, mà con là không ăn được rau đắng. Đó là người có hệ tiêu hóa kém, đó, thấy không? À, tiêu lỏng, bà bầu, tiêu chảy. À, những người như vậy là không ăn được nha bà con. Đó, cho nên là bà con ai mà có bệnh đó thì ăn vô là nó càng nặng thêm cho chứng bệnh của mình. Đó là những người có không ăn được rau đắng. Những người không ăn được rau đắng là những người có hệ tiêu hóa kém. Tiêu lỏng, bà bầu, tiêu chảy. Đó, còn bao nhiêu là ăn được tốt hết. Mà ăn rau đắng á, thì nó tốt, nó hỗ trợ cho giảm cân nè, nó thanh nhiệt cơ thể, nó giải độc, chống lão hóa, chống oxy hóa. Wow, tốt bà con ha, chống oxy hóa, tăng cường đề kháng cơ thể, nó tốt cho não cái mà não bộ đó, theo bà con đó. Rồi hệ hô hấp, chống viêm, chống thối hóa, hệ thần kinh. Ăn được là 30 gram, ăn 5 ngày là nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp. Một ngày ta ăn được 30 gram, một ngày ăn được 30 gram, ăn 5 ngày nghỉ 2 ngày rồi mới tiếp tục ăn, chứ không ăn luôn á là 7 ngày một lúc nha bà con. Bà con ta cố gắng vui vẻ để ăn rau đắng một số hè này cho nó vui vẻ mạnh khỏe. Chúc bà con ta vui trẻ khỏe đẹp. Nào, xin chào.